không? Nóng quá. Nó phơi nắng này. Chết dạy. Nó phơi nắng nha. Quay mặt lại đi cho mẹ này. Quay mặt lại đi. Quay mặt lại đi. Con đang cột. Hầu cá luôn, quay con đó luôn, quay con đó chứ. Có hầu cá kìa. Hầu cá nhìn này rõ mà. Mà tự nhiên nó đứng đó nó nhìn gì trời. Có quay con đó nhất không vậy? Kìa, thấy nó thở kìa. Đúng không? Đúng không? Con lại đứng yên ngoài à, nó giá màu. Không phải đâu, nó quay đầu lại kìa. Cái chưa chỗ đó nhà của nó mở, mở vô. Nãy thì mấy con kia sao á, nó có màu xanh đó. Nhím hả? Nhím á, gái trong phim vậy. Đau vậy thôi chứ. Thật ra ở ngoài rồi còn nhọn dữ nữa, phải không? Trong em hình áp chi á. Lấy con nhím nhỏ kìa. Coi chừng cứ cái máy á. Nó ăn cái gì vậy? Nó ăn cái gì hả ba? Kìa, thấy không? Bà ngồi nhím không? Đúng như này nè. Đây là nhím không à? Nó thúi quá à. Đây. Nó nằm ngủ rồi. Sư tổ hôm đến bây giờ nó còn ngủ được. Sư tổ mà nó cũng biết ngủ trưa nữa trời. Nghe. Con thương nha. Con vườn đâu, con vườn nó đó. Lên lên trên. Bởi vậy nè. Rồi nó kìa. Nấu chó hả? Đừng có đụng tới hàng rào nha, hàng rào có điện á. Ở trong đây có hai, trong đây có hai con. Chưa đang nói nó mà. Má đi ăn đi, nó hiểu sợ. Nó chỉ ngủ thôi mà. Thì nó ngủ ai đó nó chết đâu. Vậy tự nhiên bà đó nó chết. Cái con anh tre kìa, ta làm cái hương quá tình. Đừng có ôm lên, để yên đó. Đứng coi được rồi, ôm lên đó. Trời ơi. Ngủ mà nó thở cái bụng mày, thở con chó luôn kìa. Mà nó nhúc nhích cái đùi nữa chứ. Sao mà nó bự quá vậy? Thì sư tử không bự mới lạ lắm, như sư tử nhỏ lắm vậy. Sư tử này đẹp quá à. Sư tử lộ cọp chứ. Rồi đây. Nguyên cọp.